Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, các bác sĩ phòng khám ngoại vừa tiếp nhận bệnh nhân CTC 53 tuổi, trú tại xã Thanh Tương, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, vào viện trong tình trạng có vết thương phức tạp, rách sâu sát xương vùng đầu khoảng 10 cm. Theo người nhà, cách đây một tuần ông Xây bị ngã rách vùng đầu nhưng không đến cơ sở y tế thăm khám. Khi vết thương có chảy dịch mủ, kèm mùi hôi, có ròi, ông mới được người nhà đưa vào viện. Sau khi được thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương vùng đỉnh đầu. Bác sĩ đã rửa vết thương và gắp ra được 60 con ròi ký sinh tại vết thương. Một ngày sau đó, bác sĩ tiếp tục gắp được hơn 40 con ròi. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Các bác sĩ cho biết, khi bị thương vết rách sâu to, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được làm sạch vết thương và phòng nhiễm trùng. Dấu hiệu nhiễm trùng vết thương là hở, chảy mủ, có dịch màu vàng hoặc màu xanh, có hoặc không kèm theo mùi hôi khó chịu, xuất hiện vết đỏ ở trên da quanh vết thương, đau nặng lên, người mệt mỏi và sốt. Khi chăm sóc vết thương, người bệnh không nên tự ý rửa vết thương với nhiều lần bằng oxy già, không tự ý sắc thuốc bột, đắp thuốc lá lên vết thương, không ngâm vết thương trong nước hoặc sử dụng những mẹo dân gian. Giữ vết thương luôn khô ráo, sạch sẽ, làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý. Xây dựng một chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho quá trình phục hồi vết thương nhanh hơn. Tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ để quản lý tình trạng sức khỏe. Không hút thuốc lá vì thuốc lá có nicotine và các hóa chất khác trong thuốc lá có thể làm vết thương lâu lành. Chia sẻ về cách nhận biết và xử lý vết thương hở khi bị nhiễm trùng, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh, khoa tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày, việc bị thương ngoài da không phải là điều hiếm gặp. Các vết thương hở có thể từ rất nhỏ như vết xước da, vết kim đâm, đứt tay cho đến những vết thương lớn như đứt da sâu, rách da mảng lớn. Các vết thương đều cần phải xử lý thích hợp, tránh để nhiễm trùng. Vết thương bị nhiễm trùng thường trở nên tồi tệ hơn, kèm theo đau đớn, mần đỏ và sưng tấy tăng dần. Màu đỏ xung quanh vết thương rộng ra, nhiễm trùng vết thương có thể dẫn tới các triệu chứng khác như vùng da quanh vết thương sẽ bị nóng lên, tiết dịch vàng hoặc xanh lá cây, phát mùi khó chịu, có những vệt đỏ trên da xung quanh vết thương, sốt và ớn lạnh, nhức mỏi và đau nhức, buồn nôn và ói mửa. Một vết thương bị nhiễm trùng là một vết thương mà thường chúng ta dễ nhận biết nhất là thấy vết thương nó chảy dịch, hôi, đục, hoặc là nó chúng ta hoặc là vết thương nó gây cho mình cảm thấy đau nhất, hoặc là vết thương nó mình sờ mình thấy nó chỗ đó nó sưng lên, nó nóng, nó sốt. Tùy theo loại vết thương mà chúng ta sẽ quyết định là vết thương có nên băng kính hay không băng kính, và tùy theo cái vùng của vết thương đó mà chúng ta thấy là băng có được hay không băng được nữa. Thì thường những vết thương sạch, đặc biệt là những vết thương sau phẫu thuật thì đa phần đều được băng kính để đảm bảo vấn đề là tránh nhi lây nhiễm từ cái môi trường ngoài. Đối với những vết thương nhiễm trùng mà chưa được xử lý sạch thì vấn đề băng kính lại càng nguy hiểm hơn, do chúng ta thứ nhất là không đánh giá được cái tình trạng của vết thương, và ngoài ra thì cái vi trùng nó sẽ ủ trong đó, nó sẽ phát triển nhiều hơn. Một cái nữa là đối với những vết thương mà do vi trùng nào tạo ra mà chúng ta băng kính thì vi trùng nó lại càng phát triển mạnh hơn. Cho nên vấn đề là vết thương đa phần thì những cái vết thương này thì nếu như đã có dấu hiệu nhiễm trùng thì chúng ta nên được đến những cái cơ sở y tế địa phương hoặc là đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá cũng như quyết định là xử lý như thế nào, cũng như là hướng dẫn cách chăm sóc như thế nào cho nó phù hợp. Thế thì việc xử trí ngoài cái chuyện mà để không để chảy máu thì chúng ta cần phải rửa vết thương. Thế thì thường được cái đó gọi là chúng ta gọi là sơ cứu tại chỗ, thì chúng ta có thể rửa, xối rửa trực tiếp với cái vòi nước sạch, đồng thời mình băng sạch cái vùng đó lại. Và nếu như vết thương nó có chảy máu nhiều thì chúng ta nên đến cơ sở y tế gần nhất. Còn trường hợp nếu như không chảy máu thì chúng ta cũng nên băng sạch lại, và có thể là trong một hai lần đầu chúng ta nên đến cái cơ sở y tế, thì có thể là chạm tới địa phương thôi, để chúng ta có thể được xử trí cũng như hướng dẫn rửa vết thương một cách cho nó đúng. Nhiễm trùng vết thương có thể xảy ra nếu vi khuẩn xâm nhập và sinh sôi bên trong vết thương. Làm sạch và băng ngay các vết cắt, vết xước để ngăn ngừa nhiễm trùng. Tuy nhiên, với những người có vết thương lớn, sâu hơn hoặc nghiêm trọng hơn thì nên được điều trị bởi chuyên gia bác sĩ. Rửa kỹ tay bằng xà phòng và nước ấm rồi lau khô. Nếu vết thương chảy máu, giữ băng gạc cho sạch sẽ vết thương và duy trì chặt cho đến khi vết thương ngừng chảy. Làm sạch vết cắt hoặc vết xước bằng cách rộn nước ấm sạch trong vài phút. Dùng nước xà phòng ấm để làm sạch vùng da xung quanh, tránh để xà phòng dính vào vết thương.